Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, đoàn tàu tiếp viện nhiên liệu của Nga rực cháy gần Vondorad. Tướng Mỹ kêu gọi gửi mọi vũ khí cần thiết để giúp Ukraine đánh bại Nga. Báo Mỹ, cuộc chiến Ukraine bước vào giai đoạn nguy kịch. Estonia nghiêm túc xem xét đưa quân đến Ukraine. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga vạch ra ưu tiên hàng đầu cho quân đội ông Biden ký sắc lệnh mới bấp nghẹt con bò sữa hái ra tiền của Nga. Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, đoàn tàu tiếp viện nhiên liệu của Nga rượt cháy gần Volgograd. Kính thưa quý vị, kênh Astra của Nga đưa tin tại làng Samovolovka, vùng Volgograd của Liên bang Nga, tại ga các tòa của một đoàn tàu chở hàng đã bị trượt bánh. Đồng thời, đoàn phim về một vụ hỏa hoạn khá mạnh xuất hiện trên Internet. Điều thú vị là truyền thông địa phương viết về vụ tấn công bằng máy bay không gửi lái, nhưng các cơ quan chức năng của Nga lại bình luận về vụ việc với đoàn tàu theo cách khác. Theo họ, vụ việc xảy ra do sự can thiệp của những người không có thẩm quyền vào hoạt động vận tải đường sắt. Do sự cố trên đường sắt, không có ai bị thương. Tuy nhiên, giao thông tàu hỏa trong khu vực Gia tạm thời bị đình chỉ. Do tình trạng khẩn cấp, đoàn tàu chở khách số 89 Volgograd và số 90 đã đi sai lịch trình, dịch vụ báo chí của đường sắt Volga lưu ý. Ngược lại, Bộ Tình huống Khẩn cấp vùng Volgorad cũng không viết gì về cuộc tấn công của UAV và giải thích vụ cháy bằng cách nói rằng nhiên liệu diesel và các sản phẩm gỗ đã bốc cháy. Đại diện Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga nhấn mạnh, tại nhà ga Koluban, một toa tàu chở nhân liệu diesel và một toa chở gỗ đã bốc cháy. Trong khi đó, truyền thông Nga tiếp tục khẳng định đoàn tàu trượt bánh và bị cháy chính là do cuộc tấn công của UAV. Trước đó, trong cuộc tấn công đêm ngày 12 tháng 5 của máy bay không gửi lái vào nhà máy lọc dầu Volgograd, đơn vị lọc dầu chính của nhà máy đã bị hư hại. Tướng Mỹ kêu gọi gửi mọi vũ khí cần thiết để giúp Ukraine đánh bại Nga đã đến lúc Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine mọi thứ cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga. Điều này đã được tuyên bố bởi cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, Trung tướng Lục quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Herbert McMaster trong một cuộc phỏng vấn với đài tiếng nói Hoa Kỳ. Theo ông, tuyên bố của Washington rằng Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine miễn là cần thiết, không phải được nêu rõ. Ông nói, tôi nghĩ nên có hai mục tiêu quân sự chính. Đầu tiên là ngăn chặn cuộc tấn công vào người dân Ukraine và cơ sở hạ tầng của họ. Và thứ hai là trả lại các vùng lãnh thổ đã mất, ít nhất là kể từ thời điểm xảy ra cuộc xâm lược ồ ạt vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Chúng ta nên hỗ trợ vật chất cho Ukraine càng nhiều càng tốt, và ngừng nói. Chúng tôi không biết nên cung cấp cho bạn xe tăng, máy bay phản lực hay hệ thống tầm xa. Ông lưu ý rằng tình hình khó khăn ở mặt trận và Nga đã có thể bù đắp những tổn thất của mình. Theo vị tướng này, quân đội Nga đã tổn thất khoảng 100.000 người, nhưng Nga không quan tâm. Rõ ràng họ đang mất khoảng 30.000 người mỗi tháng, hàng nghìn người mỗi ngày, với những thành công mà họ đạt được. Chẳng hạn như xung quanh Chashopya, một địa điểm chiến lược quan trọng, mở đường cho các hoạt động tấn công và cũng vì một số cơ sở sản xuất xung quanh. Ông nói thêm, Ukraine đã làm mọi thứ có thể để bảo vệ khu vực này và đang gây ra tổn thất lớn cho Nga tướng Mark Master nhấn mạnh, quân đội nào cũng có điểm bùng phát và có lẽ Nga đã đạt đến điểm đó. Ông lấy ví dụ về trận chiến lớn nhất trong Thế chiến thứ nhất của tấn công Niven. Ông giải thích, cuộc chiến này tương đối ổn định, thương vong rất khủng khiếp, không có thành công đáng kể. Vì vậy, vào năm 1917, người Pháp quyết định mở một cuộc tấn công lớn. Họ chịu tổn thất nặng nề và quân đội Pháp đã nổi loạn. Sau đó, quân Pháp đã bị tổn thất nặng nề. Người Đức đã phát động một cuộc tấn công lẽ ra họ phải làm việc nhưng họ không thể hỗ trợ được và cuộc chiến kết thúc như một cuộc chiến tranh nhưng các cuộc chiến thường không đứng yên những mất mát không dừng lại mà còn kèm theo tác động về mặt đạo đức hoặc tâm lý của trận chiến khi được hỏi chính sách đối ngoại của mỹ sẽ như thế nào chế thời donald trump ông nói rằng ông hy vọng vào một cách tiếp cận thực tế đối với các vấn đề vị tướng mỹ nói thêm tôi hy vọng ông ấy nhận được lời khuyên hữu ích từ những người xung quanh trong chính quyền điều quan trọng cần lưu ý là hoa kỳ không phải là một chế độ quân chủ chúng ta có sự phân chia quyền lực và nếu tổng thống trump muốn làm điều gì đó mà đại đa số thành viên sẽ phải làm nếu chống lại quốc hội sẽ là điều không khôn ngoan trong khi tổng thống có nhiều quyền tự do trong chính sách đối ngoại ông ấy sẽ cần quốc hội đồng ý với ông ấy về các yếu tố khác trong chương trình nghị sự của ông ấy báo Mỹ, cuộc chiến Ukraine bước vào giai đoạn nguy kịch. Cuộc chiến toàn diện ở Ukraine đã bước vào giai đoạn quan trọng và nhà độc tài Nga Vladimir Putin đã nhắm khả cấp vào tầm ngắm của mình. Bị đe dọa không chỉ là quyền kiểm soát một trong những thành phố lớn nhất của Ukraine mà khả năng tiếp tục chiến đấu của đất nước. Nếu khả cấp thất thủ, quyết tâm của phương Tây có thể sớm xuất hiện. Bài báo lưu ý, Putin rõ ràng muốn tận dụng cơ hội trước khi có thêm đạn dược và vũ khí phương Tây đến để giúp quân đội Ukraine chống trả. Các nhà báo của Politico cho biết thêm, ngày 12 tháng 5, Nga đã phát động cuộc tấn công hai mũi vào rạng sáng và hiện đang diễn ra cuộc chiến khốc liệt nhằm giành quyền kiểm soát nhóm 30 thị trấn và làng mạc trên một phòng cung cách cấp 30 km về phía bắc. Người Nga gần đây đã bắt đầu tiến quân vào khu vực cấp theo nhà phân tích Julian Krupke của Bill công bố vào ngày 13 tháng 5. Nga có thể đã chiếm ít nhất 10 ngôi làng trong 3 ngày. Vào ngày 14, các nhà phân tích của DeepState chia sẻ rằng Nga đã nắm quyền kiểm soát làng Lukiasi. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lực lượng phòng thủ đã được tăng cường ở khu vực khác cấp và quân phòng thủ Ukraine đang tiến hành các cuộc phản công. Olesen Livinenko, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, báo cáo rằng Nga đã tập hợp khoảng 50.000 quân xâm lược ở biên giới khu vực đẩy tấn công vào cấp. Estonia nghiêm túc xem xét được quân đến Dvortyev. Một quan chức Estonia cho biết nước này đang nghiêm túc thảo luận về khả năng gửi quân tới miền tây Dvortyev. Trả lời phỏng vấn truyền thông vào ngày 13 tháng 5, Medvedev, cố vấn của tổng thống Estonia về an ninh quốc gia, cho hay. Chính phủ nước này đang phân tích khả năng triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine và muốn thực hiện điều đó theo sức mạnh của NATO để thể hiện sức mạnh tổng hợp và quyết tâm lớn hơn. Ông nói, các cuộc thảo luận đang diễn ra, chúng ta nên xem xét tất cả các khả năng, chúng ta không nên hạn chế suy nghĩ về những gì chúng ta có thể làm. Ông Ron nhấn mạnh, Estonia sẵn sàng gửi quân tới miền Tây Ukraine trong một liên minh nhỏ hơn nếu không được sự đồng thuận chung của NATO. Gần đây, giới chức phương Tây bắt đầu đề cập nhiều hơn đến kịch bản đưa quân đến Ukraine để hỗ trợ Kiev đối phó với Nga. Hồi tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố hiện tại các nước chưa đồng thuận về việc điều động quân đội đến Ukraine, nhưng phương Tây không loại trừ bất cứ phương án nào. Kể từ đó đến nay, nhà lãnh đạo Pháp nhiều lần khẳng định vẫn để ngỏ phương án triển khai lực lượng quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Ý tưởng của ông Macron vấp phải phản đối của hầu hết các nước phương Tây, nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của một số nước như Estonia, Lithuania. Estonia là một trong những quốc gia có quan điểm ủng hộ Ukraine mạnh mẽ. Đầu tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Estonia Kaja Kallas để thảo luận hoàn tất thỏa thuận an ninh song phương. Bộ trưởng Quốc phòng Nga và trà ưu tiên hàng đầu cho quân đội. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đề xuất Nga có rất nhiều việc phải làm để cải thiện phúc lợi cho các quân nhân đang chiến đấu trong cuộc xâm lược Ukraine. Ngày 13 tháng 5, Thượng viện Nga, Hội đồng Liên bang thông báo rằng Tổng thống Vladimir Putin đã đề xuất thay thế ông Sergei Shoigu làm Bộ trưởng Quốc phòng bằng quyền phó thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov, một nhà kinh tế được đào tạo bài bản. Đại tướng Shoigu, người giữ chức vụ này từ năm 2012, đã được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh Nga. Bình luận về cuộc cải tổ nội các, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng ông Belousov có thể giải quyết một số vấn đề tài chính của quân đội. Trong phiên điều trần xác nhận trước Hội đồng Liên bang vào hôm thứ Hai, ông Belousov đã chỉ ra rằng các quân nhân chiến đấu trong chiến dịch Ukraine được hưởng mức lương tương xứng. Ngày nay, mức giá này đã được nâng lên ít nhất là 200.000 rút, tương đương 2.200 đô la Mỹ. Về nguyên tắc, mọi người kiếm được nhiều tiền hơn ở đó. Tuy nhiên, đây không chỉ là về thanh toán bằng tiền mặt và trợ cấp, chúng ta vẫn còn việc phải làm. Ông cho biết, điều này bao gồm các khoản trợ cấp được chỉ định cho việc mua bất động sản, nhà ở, các khoản thanh toán cho nhân viên dân sự làm việc trong quân đội và cung cấp các dịch vụ y tế. Ông Belosov bày tỏ sự phẫn nộ khi các cựu chiến binh trong cuộc xâm lược Ukraine về nhà trong kỳ nghỉ đang bị đuổi khỏi các cơ sở y tế dân sự và gửi đến các bệnh viện thường xuyên quá tải. Một vấn đề khác là vấn đề quan liêu liên quan đến quân dân tìm cách tiếp cận các lợi ích của họ. Bộ trưởng được đề cử tiếp tục và nói thêm rằng, lý tưởng nhất là vấn đề này nên được giải quyết với sự trợ giúp của hệ thống điện tử. Khi phiên điều trần kết thúc, cơ quan báo chí của Hội đồng Liên bang cho biết, theo trích dẫn của TASS, rằng phòng này sẽ không đưa ra đánh giá công khai về việc ứng cử của Belousov và một lá thư về vấn đề này sẽ được gửi cho Tổng thống Putin. Các cuộc thảo luận về việc đề cử dự kiến sẽ tiếp tục vào thứ Ba, 14 tháng 5. Tuy nhiên, Valentina Mavienko, người đứng đầu Hội đồng Liên bang, gọi việc Tổng thống chọn ông Belousov là Bộ trưởng Quốc phòng là một sự lựa chọn rất may mắn bà lưu ý rằng các thượng nghị sĩ nga rất quen thuộc với công việc của pelosov và đã tiếp xúc với ông nhiều lần mafienko nhớ lại rằng chi tiêu quốc phòng của nga đã tăng hơn gấp đôi trong bối cảnh xâm lược ukraine bà nói mọi thứ mà bộ quốc phòng đặt hàng phải phù hợp với khả năng của nền kinh tế bộ trưởng quốc phòng phải thường xuyên liên lạc với các bộ khác để tổ chức quá trình này một cách hiệu quả ông Biden ký sắc lệnh mới bóp nghẹt con bò sữa hái ra tiền của Nga. Thượng nghị sĩ Mỹ Sean Barrasso, thành viên đảng Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Năng lượng Thượng viện, cho rằng cổ máy chiến sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mất đi một trong những con bò sữa hái ra tiền sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký luật cấm nhập khẩu uranium được làm giàu từ Nga. Theo Washington Post, Tổng thống Biden vào tối ngày 14 tháng 5 theo giờ Mỹ đã ký thành luật lệnh cấm nhập khẩu uranium đã làm giàu của Nga, nhiên liệu chính được sử dụng bởi các nhà máy điện hạt nhân, một động thái nhằm cắt đứt một trong những dòng tiền quan trọng cuối cùng từ Mỹ sang Nga. Trong bối cảnh, cuộc chiến ở Ukraine vẫn chưa có hồi kết. Đạo luật này sẽ giải phóng 2,7 tỷ đô la nguồn tài trợ mới cho các chương trình thiết lập nguồn cung uranium nội địa cho các nhà máy điện hạt nhân Mỹ theo đó, đạo luật cấm nhập khẩu uranium từ Nga sau 90 ngày kể từ khi có hiệu lực. Tuy nhiên, trong những tình huống cực đoan khi không có nguồn cung cấp uranium khác để duy trì hoạt động của các lò phản ứng của Mỹ, hoặc nếu việc mua hàng đó vì lợi ích quốc gia, luật pháp của Mỹ cho phép việc mua hàng tiếp tục cho đến tháng 1 năm 2028. Đạo luật cũng yêu cầu Bộ Năng lượng Nga điều tra và báo cáo trước Quốc hội về các phương án thay thế nguồn cung cấp uranium của Nga. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan, đạo luật do Tổng thống Joe Biden ký sẽ tăng cường an ninh kinh tế và năng lượng của đất nước bằng cách giảm bớt và cuối cùng là loại bỏ sự phụ thuộc vào Nga trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Ông Sullivan cho hay về phân bổ 2,72 tỷ đô la được Quốc hội Mỹ thông qua theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ giúp tạo ra khả năng làm giàu uranium của Mỹ. Ông Sullivan cho biết trong một tuyên bố luật mới này tái lập vai trò lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực hạt nhân. Nó sẽ giúp bảo đảm ngành năng lượng của chúng ta cho các thế hệ mai sau. Quốc hội Mỹ đã chuyển sang cấm dầu, khí đốt và than đá của Nga ngay sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2. Nhưng Nga vẫn cung cấp khoảng 20% lượng uranium đã làm dầu cho nhiên liệu hạt nhân của Mỹ. Mỹ chi khoảng 1 tỷ đô la mỗi năm cho nhiên liệu hạt nhân từ Nga. Vì vậy, luật mới cắt đứt nguồn thu chính khi Nga đang leo thang chiến sự với Ukraine và đẩy chi tiêu quân sự lên mức cao kỷ lục. Theo nhiều chuyên gia, đạo luật này có thể làm thay đổi nguồn cung của ngành và việc khởi động các chương trình cung cấp nhiên liệu hạt nhân sẽ rất quan trọng đối với chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm tránh sự gián đoạn trong ngành và trở ngại cho thế hệ là phản ứng tiếp theo. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại